Mẹ Quang Linh Vlog bị mẹ Thùy Tiên lôi vào cuộc chiến với anti-fan, đàn gái còn nói một câu gây sốc. Hình ảnh nhí nhảnh của mẹ Hoa hậu Thùy Tiên trên TikTok bị nhiều người cho là không hợp tuổi. Trước những bình luận trên, mẹ của nàng hậu đã lên tiếng, thậm chí còn nhắc đến mẹ của Quang Linh Vlog. Từ khi Thùy Tiên đăng quang Miss Grand 2021, đời tư của cô nhận được sự quan tâm. Bên cạnh đó, người thân của nàng hậu là mẹ Thùy Tiên hay Quang Linh Vlog, người từng có thời gian làm từ thiện với cô ở châu Phi, cũng nhận được sự quan tâm. Thời gian gần đây, mẹ của Thùy Tiên thường xuyên đăng các video trên TikTok với hình ảnh vui vẻ nhí nhảnh. Nhiều người cho rằng việc nhảy múa trên TikTok không phù hợp với tuổi của mẹ Thùy Tiên, thậm chí có người còn so sánh mẹ nàng hậu với mẹ của Quang Linh Vlog. Mới đây, mẹ của Thùy Tiên lên tiếng đáp trả. Nói các bạn nghe, tôi sống là sống cho tôi cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc là ok. Còn các bạn thích thì thích, tôi xin cảm ơn. Các bạn không thích thì cứ lướt qua như một cơn gió, chứ đừng lướt qua như một cơn giông tố, mang người ta đi bêu ríu khắp nơi. Nghiệp tụ vành môi đấy các bạn ạ, tôi không chịu thương chịu khó như mẹ Quang Linh, nhưng cũng không lao động bằng tay chân sức khỏe của tôi để kiếm sống, chứ tôi không xin các bạn, không lừa gạt ai, cũng không giết người cướp của, và cũng không cờ bạc gái gú. Còn các bạn bảo tôi nhí nha nhí nhảnh, đổng đà đổng đảnh, sống ảo không giống ai. Trên thế giới này có 8 tỷ người, chẳng ai giống ai cả các bạn ạ. Mỗi người có tính cách và lối sống khác nhau, và ai dùng mạng xã hội thì cũng thích sống ảo một chút. Kể cả các bạn đôi khi vẫn thích sống ảo đó thôi. Mẹ Quang Linh, chị ấy là người hướng nội, còn tôi là người thích nhí nha nhí nhảnh, đổng đà đổng đảnh, như con cá cảnh vậy đấy. Chắc gì các bạn đã sống và làm được giống như tôi. Tôi trả lời bình luận cho các bạn là vì tôi tôn trọng các bạn, chứ không phải tôi đôi co với các bạn. Và những bình luận đó cũng có thể là tôi trả lời cho bạn bè tôi, nên hiểu như vậy. Nếu có gì không vừa lòng cứ inbox tôi xin tiếp thu, chứ đừng mang tôi ra làm trò bàn tán của các bạn. Tôi chơi Facebook từ năm 2009 tới nay đã 15 năm rồi, chứ không phải Tiên đăng quang rồi tôi mới chơi Facebook. Và trong 15 năm lang thang trên mạng xã hội, tôi chưa bao giờ đi comment nói xấu hay phê phán ai trên mạng. Là mẹ hoa hậu, tôi cũng chỉ là một con người rất bình thường như bao người khác, cũng bằng da bằng thịt, cũng sống bằng hơi thở và cảm xúc như các bạn thôi. Chứ tôi chả phải là con người gì vĩ đại, cũng chả phải thánh thần thiên đụng gì. Tôi nói là để các bạn hiểu Đức Phật và những gì người nói xấu ta, những người không tốt với ta, họ đều là thầy của ta. Cảm ơn vì những lời chê bai của các bạn, tôi lấy đó làm bài học cho mình để hoàn thiện bản thân mỗi ngày tốt hơn. Xin cảm ơn. Đây không phải là lần đầu mẹ ruột Thùy Tiên lên tiếng trước những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, mẹ của nàng hậu cho biết bà đau lòng khi bị đồn là bỏ mặc con để lấy chồng mới, sau đó lại bám víu khi con gái thành đạt. Mẹ ruột Thùy Tiên cho hay bà không muốn tranh cãi đúng sai, nhưng đối với những thông tin thất thiệt về bất cứ ai thì không nên nhìn bề nổi rồi vội đưa ra kết luận. Bà cũng kể lại quá trình nuôi con cực khổ năm xưa, như chuyện phải nằm ở trạm y tế suốt 17 tiếng đồng hồ mới sinh ra con gái, một mình chăm con đến 4 tuổi nhưng chưa bao giờ bỏ mặc con giây phút nào. Bà khẳng định mình chăm lo từng quyển vở cây bút, đóng các khoản chi phí ăn học cho con gái, không thiếu thứ gì. Bà cũng chia sẻ thêm về tuổi thơ của nàng hậu. Lúc lên lớp 10, Tiên bảo mẹ may cho con mấy cái áo mới đi học, con không có áo mới, toàn mặc áo cũ của người ta. Mẹ con tôi từng bị nhà bạn nói là thứ trôi sông lạc chợ. Lúc lên lớp 10, nhà bạn đã từng kêu tôi đem nó đi. Tôi bảo nó theo tôi rao cháo mẹ con có nhau, nhưng con tôi không muốn làm gánh nặng cho tôi nên đã cố gắng học tập, làm thêm làm bớt, dọn ra ở riêng để không làm phiền đến ai. Tôi xin nhắc lại, và tôi dám đứng trước mặt dòng họ nhà bạn khẳng định rằng tôi chưa bao giờ bỏ con tôi một mình cho người khác lo, kể cả sau khi tôi lấy chồng, mẹ Thùy Tiên khẳng định.